Xin để chào đón các bác. Thì hôm nay lại về Hà đây các bác. Đấy, các bác thì em bán kinh rồi. Thực ra thì để mà nói là người ta sử dụng như thế nào thì em mới bán được như vậy, đúng không các bác? Cho nên là cái câu chuyện ở đây thực ra là đây này, các bác nhìn đây này. Đấy, đây nhá, hôm nay để nói rất rõ cho các bác này nhá. Tại sao em nói các bác cái chân tầng này nếu bán 7.000 nó rất là rẻ như này này các bác này. Cái thứ nhất là nếu như mà quy ra 50 cái thì em cứ tính bằng 50 cái bằng chân tầng của Việt Nam, đúng không ạ? Thì các bác 50 cái chân tầng của Việt Nam các bác cũng mua 350.000. 50 cái chân tầng Việt Nam thì nó chỉ được có 2 cân thôi, đúng không ạ? 2 cân như vậy thì là nó rơi vào 175.000 một cân. Nhưng của em nếu mua 50 cái chân tầng này thì nó lại 2,5 cân. Thì nếu mà chia ra thì nó chỉ rơi vào có 140.000 một cân thôi. Đấy, số lượng thì cái thì như nhau, đúng không ạ? Thế cho nên nếu mà để mà nói về quy ra về cái số tiền mà các bác bỏ ra thì nó bằng nhau. Thế nhưng bằng ngược lại cái giá trị mà các bác nhận được ấy, thì nó lại cái cân nặng là nó nặng hơn, là tính ra nó chỉ rơi vào có 140.000 một cân. Thì nó chênh nhau một cân là 35. Như vậy thì nếu mà quy về cân nặng thì các bác đã lãi được 70.000 rồi, đúng không ạ? Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa cũng muốn nói với các bác như này này, là cái chân tầng này nó xây thì tại sao em chả có ai dám bán chân tầng dám bảo hành em? Bởi vì em dám bảo hành là mua chân tầng nếu không xây để lâu mà hỏng, em bảo hành cho các bác. Nếu có loại chân tầng này các bác cứ đóng gói kỹ càng như này, em bảo hành luôn. Nếu như các bác để một năm thoải mái luôn, không bay mùi, mùi thì mất nhưng mà chắc chắn là màu không vấn đề gì luôn. Đấy, và xây nó cũng ok hơn rất là nhiều. Đấy là điều chắc chắn, và em chấp luôn các loại chân tầng của Việt Nam. Đấy là điều khẳng định luôn với mọi người nhé. Cho nên là cũng một lần nữa là muốn để cho các bác biết được cái giá trị của nó mà sử dụng thôi. Cũng là một đồng tiền thôi, nhưng mình bỏ ra nó cũng bằng nhau thôi. Nhưng mà thực ra cái giá trị mà các bác nhận lại được nó mới là cái quan trọng nhé. Dày dặn, đúng không ạ? Một hộp chân tầng 30 cái này nó dày gấp 1,5 lần so với này. Tức là cứ hai cái kẹp này này, hai cái kẹp này mà kẹp vào là bằng 3 kẹp tập chân tầng của Việt Nam. Đấy là nói về độ dày. Đấy, 3 cái kia là 100 tấm thì đây có 60 cái nó đã bằng 3, bằng 100 tấm rồi. Cho nên nói về độ dày. Nên là vì lý do như vậy mà các bác thấy này, em cứ muốn làm để cho các bác thấy là cái mà các bác nhận được nó mới là quan trọng. Chứ còn thì cái nhiều khi mọi người cứ thấy nó gì nhỉ, mà cứ muốn mặc cả xuống nữa. Nhưng mà tại sao nói thật là không phải cái chân tầng này em nhập nó đắt hơn chân tầng của Việt Nam mình nhiều các bác ạ. Đấy. Thứ hai nữa là nếu nói về độ ổn định, các bác mới nên nhớ một đằng là quy trình người ta sản xuất công nghiệp. Cho nên người ta có công thức người ta làm sẵn này. Cứ như thế cái tỷ lệ như này, như này, như này là nó sẽ ra được cái sản phẩm chân tầng như này. Nhưng mà chân tầng của Việt Nam mình hôm nay các bác lấy được của cái ông, lấy được cái sáp của ông này thì ông nấu sạch thì còn ok. Hôm sau lấy của cái ông khác, màu khác, cho nên là nó lại không ra gì cả. Cho nên là tại sao người ta làm lứa này thì xây tốt, lứa kia thì nó không xây tốt, không bao giờ nó ổn định được các bác ạ. Cho nên là vì lý do như vậy mà ngày hôm nay thì em lại muốn làm một cái video để chia sẻ cho các bác nhận được từ cái chân tầng của em nha các bác nha. Thì một lần nữa lại cảm ơn tất cả các bác đã ủng hộ cho em, và cũng mong muốn là nó sẽ, các bác sẽ chia sẻ cho nhiều người hơn các bác ạ. Người ta thấy được cái giá trị để người ta sử dụng, cũng mất một đồng tiền thôi, nhưng mình cứ chia sẻ cho người ta nhận được giá trị thì người ta sẽ rất là biết ơn mình các bác. Thì đấy là cái câu chuyện mà cũng mang đến cho tất cả các bác nhé. Em cảm ơn tất cả mọi người ạ.